Chào mọi người, trong video này Hikzer sẽ hướng dẫn mọi người cách thức là cài đặt cái phần mềm Hikcentral Asset Control để quản lý các thiết bị chấm công, nhận diện khuôn mặt cũng như là các thiết bị như chuông hình và báo động. Đầu tiên mọi người sẽ lên trang chủ của Hikvision, hikvision.com. Đó, mọi người sẽ lựa chọn vào phần sản phẩm và phần mềm software. Và đây mọi người sẽ thấy là phần mềm Hikcentral Asset Control phiên bản 2.1.1. Kéo xuống dưới mọi người sẽ có phần là software download, mọi người click vào, kéo xuống mọi người sẽ lựa chúng mọi người sẽ thấy phần software download, lựa chọn là installation package, nhấn download, nhấn agree để đồng ý. Thì sau đó sẽ có một cái phần mềm Hikcentral Control tải về. Sau khi tải về thành công, mọi người sẽ click đúp vào để chúng ta bắt đầu là cài đặt phần mềm. Mọi người lựa chọn vào tôi đồng ý và nhấn cài đặt ngay. Chờ cho phần mềm cài đặt xong, chúng ta sẽ bắt đầu là bật cái trình duyệt web lên để truy cập vào server Hikcentral Asset Control. Thì phần mềm Hikcentral Asset Control sẽ là phần mềm dựa trên giao diện web, khá là nhẹ, có thể được sử dụng trên hầu hết các cái phần cứng máy tính. Sau khi cài đặt hoàn tất thì mọi người sẽ nhấn vào kết thúc để chúng ta bắt đầu chạy ứng dụng web. Và đây sẽ có một cái phần trình quản lý dịch vụ của Hikcentral Asset Control. Khi mà tất cả các cổng đều đã khởi động, có tích xanh, tức là chúng ta sẽ bắt đầu truy cập vào giao diện web. Và bước đầu sẽ yêu cầu mọi người tạo mật khẩu. Mọi người lưu ý là đối với mật khẩu thì sẽ cần phải có độ mạnh tối thiểu là trung bình. Là chúng ta sẽ cần có các yếu tố như là ký tự viết hoa hoặc ký tự đặc biệt, chữ và số. Sau đó mọi người nhấn tiếp theo. Và đây sẽ có hai cách thức để mọi người có thể là đặt lại mật khẩu, tức là lấy lại mật khẩu trong trường hợp mà quên mật khẩu. Một là mọi người dùng email, hai là câu hỏi bảo mật. Đây là ví dụ là câu hỏi bảo mật, mọi người sẽ chọn câu hỏi, điền câu trả lời. Sau đó nhấn kết thúc. Và để lựa chọn ngôn ngữ thì mọi người sẽ có thể lựa chọn ngay từ bên ngoài trước khi đăng nhập. Mọi người chọn ngôn ngữ ngay tại đây, bao gồm các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, vân vân. Và trong trường hợp mọi người quên mật khẩu để đăng nhập tài khoản, mọi người hoàn toàn có thể nhấn vào phần quên mật khẩu. Đó, điền tên người dùng. Tìm lại câu hỏi bảo mật và trả lời. Nhấn tiếp theo. Và như vậy là có thể đặt lại mật khẩu mới.